Đường chuyền cho team Viewers. Có điểm trợ từ Văn Hùng. Viewers vẫn chưa thể thoát khỏi Tô Ngọc Khánh. Quyết định thực hiện ngay một cú ném. Và đó là cú ném chính xác của team Viewers. Cú ném thành công ở vạch 3 điểm thứ 2 của team Viewers trong riêng hiệp đấu này.